Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh Bình Dương vừa triển khai khảo sát và tổ chức giao thông thi công khoan khảo sát địa chất công trình xây dựng hầm chui tại nút giao ngã năm Phước Kiến, ngay nút giao đại lộ Bình Dương nối đường Huỳnh Văn Cừ thuộc phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Sau khi tiến hành ở đường Huỳnh Văn Cừ, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục khoan khảo sát trên đường Phạm Ngọc Thạch, đường dẫn vào trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương. Dự kiến khoan khảo sát địa chất công trình hoàn thành vào ngày 16 tháng 3 tới. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh Bình Dương, công trình xây dựng hầm chui tại nút giao ngã năm Phước Kiến thuộc loại công trình giao thông hầm đường bộ, công trình cấp 2. Hầm chui tại khu vực ngã năm Phước Kiến, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương kỳ vọng giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, bảo đảm an toàn giao thông.